Chào các bạn. Quê Quảng Ninh xin giới thiệu với các bạn một nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hoang sơ, sơn thủy hữu tình, ngay tại khu vực thôn 3, xã Hạ Long, huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Đến nơi này bạn sẽ được tận hưởng không gian trong lành, tách biệt hẳn với nhịp sống ồn ào của đô thị. Cảnh quan, địa hình đặc sắc, nơi đây rất phù hợp cho những chuyến trải nghiệm, dã ngoại, cắm trại của gia đình, nhóm bạn, là điểm chụp ảnh kỷ niệm ngoài trời lý tưởng, ít nơi nào có được. Do you believe me? Do you believe me? That I'm a lonely soul. Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me? That I'm a lonely soul. Do you believe me that I'm alone?